Ngày hương sắc thơm bóng nguyệt thẹn ước, chợp mắt chưa quên đêm nguyệt cạn chén. Tình ái hao gầy, lời thề đã nát vàng phai não nề. Trăng sáng nghiêng nghiêng soi người tình cũ, duyên đã đi chưa hay còn lưu trú. Đẹp nơi riêng người, nỗi buồn cứ thế thiên thu. Hoàng ngai sắc phong ai bước ta mong, vẹn nguyên giấc mơ gió cuốn mây bồng. Trầm hương khoa thơm căn phòng một mình chiều gớm. Nụ cười nhạt phai sóng gió ngang vai, hơi ấm người thương bay về lãng quên. Dẫu sắc son chỉ lặng im đến vỡ nát cõi lòng. Thuyền ngược gió trôi ngang, chẳng ai thấu đêm tàn. Hỏi đến khi nào mây ngàn hạ nơi chốn nhân xa. Trong mong ánh trăng nghẹn ngào trọn đầy riêng sâu. Truyền chỉ dụ của thánh thượng, cẩm y thị vệ Trương Ngọc Đai, võ nghệ phi phàm, một lòng tận trung, nhận trọng trách chưa được bao lâu đã có công hai lần cứu giá. Nay ta thân chức cho làm đội phó cẩm y, để ngày đêm túc trực bảo vệ trọng. Khâm thử. Tạ ơn thánh thượng. Trương thị vệ. Có thần. Ta chúc mừng ngài. Ân điển này có được là nhờ phi thành đã tiến cử ngươi với thánh thượng đó. Đa tạ. Thôi, ta không làm phiền các ngài nữa. Ta xin phép cáo lui. Chẳng qua là được nhờ bề trên chiếu cố mà thôi. Từ đài nhà ngươi đã trở thành đội phó thị vệ, tuyệt đối không được hành động theo ý của mình. Tất cả mọi việc đều phải báo cáo lên ta đầu tiên. Rõ chưa? Dạ rõ. Đã đến giờ trẫm sang gặp bá quan, rồi chiều trẫm sẽ ghé thăm nàng. Ngài ngự, Ngô Thái Y nói phải chịu khó tắm nắng sớm thì con sinh ra mới cứng cáp khỏe mạnh mà. Em muốn đến Điện Càn Thành với ngài. Không, không được. Nàng thật là, kể từ khi nàng mang thai, nàng lại hóa ra trẻ con còn hơn lần trước nữa. Thôi được rồi, trẫm sẽ cho bọn người hầu đưa nàng đi dạo ở trong Thiệu Phương Viên. Được không? Dạ. Đi sang Điện Càn Thành. To gan hỗn xược, dám cản đường của thánh thượng à? Mày muốn chết hả? Dạ, con không cố ý. Xin thánh thượng thả tôi. Xin thánh thượng thả tôi. Thôi, thôi đi. Cũng dạ, chỉ là một cung nữ thôi mà. Cho lui đi. Dạ, đội ơn thánh thượng. À, khoan đã. Ngươi tên gì? Là cung nữ ở đâu?
Dạ bẩm thánh thượng, con họ Hồ tên là Ý Nhi. Dạ, con là cung nữ của ban Tiên Quế. Ý Nhi à, tên nghe đẹp, nhưng chữ Ý đây là nghĩa thế nào? Dạ bẩm, chữ Ý trong chữ Ý Đức có nghĩa là tốt đẹp ạ. Ngươi biết đọc chữ hả? Dạ bẩm, hồi nhỏ mẹ con có dạy con chút ít. À, là nữ nhi mà biết chút ít chữ như vậy cũng hay. Chữ Ý này đẹp đó. Trẫm cũng có một đứa con gái tên cũng có chữ Ý, nhưng rất tiếc. Dạ bẩm thánh thượng, còn Bội Thiết Kiều. À, ta đi thôi. Con ả kia. Dạ, dạ bẩm bà gọi con. Đến đây làm gì? Dạ, con dâng son lên cho bà. Hóa ra là con tiện tì rình mò hôm nọ, ngươi cũng có một chút nhan sắc, trang điểm lộng lẫy thế kia cho ai xem. Dạ. Vả miệng nó cho ta, tới khi nào ta bảo ngưng thì thôi. Dạ. Thưa bà tha tôi, thưa bà tha tôi, thưa bà tha tôi. À, à, xin bà tha tôi cho con. Xin chào Phi Thành. Sao lại hành hạ cung nữ ngay trong viện Đoan Huy? Thưa Phi Thành, có điều chị không biết. Ả tiền tì vô liêm sỉ này đang giở trò dụ mỹ đức kim thượng, cho nên em phải trị tội ả. Dạ bẩm Phi Thanh, xin Phi Thanh cứu con với. Con có án gám hung mật gậu cũng không dám làm như vậy mố thứ ba. Ở đây ai mà chả nhìn thấy, ngươi còn dám chối cãi? Dạ, chẳng qua là đức kim thượng có hỏi con vài câu, thật tình là không có chỉ mơ ảm hay thứ ba. Thôi được rồi, cung nữ thất lễ, phạt vả là chuyện đương nhiên. Dù sao thì cũng đã bị vả miệng rồi, tha cho ngươi. Tha cho nó. Dạ, đội ơn Phi Thanh, đội ơn Tân Đức. Ngẩng mặt lên. Trả nó về ban, và đừng làm gì trộn rộn. Tần Đức, cô đang mang long thai, ráng cố gắng giữ tinh thần lành tĩnh. Chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua, chứ giận dữ hoài sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, rồi ngày ngự lại buồn. Dạ, em xin ghi lòng tạc gia. Gương mặt của bà chúa nhỏ xinh xắn dễ thương quá. Cứ tưởng lần này ta có thể dùng lại được những áo quần, đồ vật mà ta đã chuẩn bị lần trước cho Hồng Thù. Vậy mà cứ lôi ra rồi lại cất vào. Có điều từ khi bà lâm bồn đến nay chẳng mấy khi hoàng thượng ghé thăm. Miền Nam đang loạn lạc đao binh, hoàng thượng còn bao nhiêu việc phải làm, người có rảnh rang đâu mà cứ đến đây mỗi ngày với chúng ta. Nhưng con nghe nói tối nay hoàng thượng vội vội vàng vàng đến viện Đoan Huy để thăm bà Tần Đức. Cái thai của bà ấy là thai quý, chắc sẽ sinh ra hoàng tử. Người nói nhảm gì vậy?
Con không có nói lảm nhảm đâu ạ. Là Khâm Thiên Giám đã phán ra lời đó, nói rằng cái thai của bà ấy là quý tử, sẽ giúp thay đổi vận khí nước nhà. Thật vậy sao? Vậy thì cũng tốt. Ông hoàng nhỏ mà còn tại thế thì cũng là quý tử mà. Hồng thủ của chúng ta thật sự không còn nữa. Thôi nhịn, không rắn bố con. Bối cáo trì sướng của sẽ khỏi thôi. Ba tầng đức nở, rắn mà tiểu đức quá. Những phần làm nổ bọc như chúng ta, trọt lờ ngựa mắt người ta, thì phải cặn rắn chịu đựng thôi con nợ. Ngài Ngự đã nghe lời Thông Thiên Giám tấu, cho nên vô cùng quan tâm tới cái thai của Tần Đức. Ngày nào cũng sai Lý Cung Giám tới, khi thì mang thuốc bổ, khi thì mang đồ quý, vàng bạc thì nhiều không kể xiết. Cái con ả đó, từ ngày mang long thai, không còn đoái hoài gì tới ta nữa. Sắp sửa ngóc đầu lên làm phượng hoàng rồi, cho nên quên không biết chủ mình là ai. Sau khi lâm bồn, mẹ tròn con vuông, cô ta càng được hậu đãi cho mà xem. Cái thai may mắn thì đã sao chứ, bây giờ còn chưa biết được đó là hoàng nam hay hoàng nữ. Mà con quý tử thì chắc chắn phải là con trai rồi. Cũng còn chưa biết ả ta sinh nở có thuận lợi hay không nữa. Dạ, kể ra cũng không nghĩ cô em lại có phước lớn đến như vậy. Không biết có gánh vác nổi không. Đáng lý ra cái thai quý này phải do Phi Thành hay Phi Trinh có mới đúng chứ. Thôi, đừng có nói tới chuyện đó nữa. Đứng lại đó đi. Thái độ này là gì? Xin vấn an Tần Đức. Thưa Phi Trinh, em thai đã lớn, lại hay hoa mắt chóng mặt nên muốn về nghỉ. Ngài Ngự cũng cho em được miễn lễ, Phi Trinh thông cảm. Mang long thai là tốt. À, cô dám? Dám chứ sao không dám? Ta là nhị giai phi mà. Để ta cho cô biết thế nào là chóng mặt hoa mắt. Ôi Phi Trinh, thôi bỏ đi, cô ta đang có thai mà. Ta phải dạy cho con tiếng tim. Phi Trinh, đau quá. Truyền thái y, đau quá. Tôi chết rồi. Có khi nào cô ta bị động thai không? Người ta có hai cái mà động thai sao được. Ta giả vờ giả vịt đó. Dạ bẩm đức bà, nghe nói mấy ngày qua Tần Đức ỷ mang long thai nên làm náo loạn chốn hậu cung. Ngày hôm qua lại nhộn nhạo một phen, khiến bà Phi Trinh bị hoàng thượng trách phạt. Chỉ có khi nào sinh ra quý tử mới thật là thai quý. Còn lời của Thâm Thiên Giám đang mấy lạng vàng. Dạ bẩm đức bà, ý của người cho rằng đó là mưu trước của Tần Đức hòng tranh sủng. Không chỉ là mưu trước,
mà còn mua trước rẻ tiền. Mà phàm thâm quá thì thâm, cô ả tự biến mình thành cái gai trong mắt của mọi người. Để rồi xem, sẽ không yên ổn nữa đâu. Dạ bẩm đức bà có sao không ạ? À? Hoàng đế dạo này không còn sớm tối thăm hỏi già thì như trước. Nhưng Từng Đức đang được sủng thì già này cũng phải kiếm chút lợi cho bản thân chứ. Cho gọi phi trinh tới đây. Dạ bẩm bà, xin tuân lệnh. Bà Phi Thành có bao giờ bỏ ta vào trong mắt, nay lại tỏ ra vẻ tận tình quan tâm. Là để cho ai xem, hay là muốn ta đến viện Lý Thuận để tạ ơn à? Có đứa bé này, Phi Trinh có được đức bà chống lưng mà xúc phạm đến ta, cũng bị khiển trách cho đến mất hết thể diện. Phi Thành là cái gì? Thì Vân, dạ. Đến ban tuyên quế lấy son sáp cho ta. Dạ thưa bà, thái y viện có dặn bà nên hạn chế tiếp xúc với son phấn trong thời gian này. Ôi dào, kiêng cự quá mà làm gì. Chẳng lẽ ngài ngự đến đây, ta tiếp đón ngài với gương mặt nhạt môi thâm này sao? Dạ, con đi lấy ngay ạ. Cô Vân tới đây có chuyện chí dày bảo không ạ? Tần Đức sai ta đến để lấy son sáp. Dạ, có liền. Cô Vân đợi một chút nha. Ừ. Dạ. Người ngợm của mụ lắm lem như vậy, làm sao đi trình lệnh bà được? Ý Nhi. Dạ. Mày theo tao. Dạ. Ừ. Con nhớ, đừng có làm gì lầm lội, cà rượt hòa vô thân nghe chưa? Dạ. Nhanh lên, không được để lệnh bà đợi. Dạ. Con nhớ lời mẹ dặn nghe. Con nhớ rồi. Người nhớ cẩn thận, đừng có gây chuyện nữa biết chưa? Dạ. Tần Đức có hỉ, sao không kiên cử phấn son? Dạ thưa Tần Nhu, con đã khuyên nhiều lần nhưng bà ấy không nghe, nên đành chịu ý ạ. À. Vậy thì phải tìm loại thượng hạng nhất cho bà ấy dùng. Dạ bẩm, đây là loại son thượng hạng nhất, chúng con đã làm từ sạp tinh khiết, hòa với lại sương đồng trên hoa mà nấu thành ạ. À. Phải kiểm tra mới biết được. Sáp rất mịn và hương thơm ngào ngạt, đúng là loại thượng hạng rồi. Dạ. Hai người đi mau, kẻo bà ấy cáu gắt. Chúng con xin phép bà. Ừ.
không được ngẩng đầu. Cút xuống. Nhu tần miễn lễ. Cũng may là có đức bà ban cho em hồng yến quý hiếm, em mới lấy ra mấy phần để đưa cho tần đức tẩm bổ để dưỡng long thai. Nhưng mà em không biết là nàng ấy còn giận em cái chuyện hôm nọ hay không nữa. À, cô Trọng đi bên cạnh, nàng ấy sẽ không dám giận đâu. Mà nàng, chính nàng cũng vậy đó, nàng còn phải chấn chỉnh lại cái tánh nóng của mình thì mới được. Trà nóng như thế này mà dâng cho ta uống hả? Xin bà thứ tội, xin bà thứ tội. Làm động đến lòng thai của ta thì coi chừng cái đầu trên cổ của ngươi đó. Dạ. Chị đến đây có việc gì? Ở viện Đoan Huy này chỉ có chị em ta, đợi đến khi có việc mới ghé thăm nhau được sao? Thị Hồng. Cô dùng đi. Trông cũng ngon đó. Thị Vân. Dạ. Làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cô nghĩ chị đây hạ độc cô sao? Chị ơi đừng có trách. Cái long thai này ngài ngự rất xem trọng, em phải nâng niu gìn giữ nó cho đến ngày khai hoa nở nhụy, không để có bất kỳ sơ sót nào. Đừng quá đáng, chị đây nhịn cô lâu lắm rồi. Long thai quý gì chứ, chẳng phải cô lén lút đem bạc vàng tới khâm thiên giám sao? Chị nói cái gì? Những việc cô lén lút thẩm thục sau lưng hồng tranh sủng, đừng tưởng chị đây không biết gì. Uổng công phụ mẫu dạy dỗ cô gia giáo, nên đừng có dở lối kiêu kỳ ở đây. Dù có nói gì thì khoảng cách giữa tôi và chị rất lớn. Tôi là tam giai tầng, địa vị cao hơn chị. Về lễ nghi tôi không tính toán, nhưng ăn nói phải có phép tắc đó nha. Được lắm, ngay cả tình chị em cô cũng không màng. Long thai quý, cô hãy giữ cho tốt đi. Tôi sẽ cung kính chờ xem bà Đức Tần đắc ý được bao lâu. Hai nàng dùng chung với Trẫm luôn đi, không phải hầu hạ Trẫm nữa ha. Nghe ngự ơi. Dạ. Nghe ngự ơi. Thưa bà Tần Đức, thánh thượng đang ngự tiện, không ai được phép quấy rầy đâu. Nếu bây giờ ta không gặp được ngài ngự thì oan ức này ta nói với ai? Ngài ngự ơi, ngài ngự ơi. Bà Tần Đức. Ngài bà ngự. Tần Đức à? Bà Tần Đức. Chị, nàng lại làm sao vậy? Mấy ngày nay ngài không ghé thăm em, đám thái y không biết kê thuốc như thế nào mà càng uống càng nóng ran, đến nỗi mà miệng nổi mụn nhọt, đau nhức lắm ngài ngự ơi. Thuốc dưỡng thai thì đa phần không nóng, có thể Tần Đức dùng thuốc nào đó bị dị ứng chăng? Ngoài thuốc dưỡng thai, em không dùng thuốc nào khác hết á. Thôi thôi, được rồi, sẽ cho thái y qua rồi xem xét cho tường tận, được chưa? Lại ngồi xuống đây.
Thai càng lúc càng to mà lại không chịu ở yên một chỗ, cứ trộn rộn như thế này. Còn một tháng nữa mới đến ngày ở cử mà nghe ngự. Đã đến đây rồi thì thôi, ngồi dùng chung với Trẫm luôn nha. Bẩm thánh thượng, như vậy không được đâu ạ. Thật không? Em được dùng người thiện cùng ngài. Trẫm cho phép. Nhưng mà miệng em đau nhất lắm, chắc không có phước cùng dùng ngự với ngài. Trẫm đích thân gấp cho rồi đó, cố gắng mà ăn. Sao? Ngon không? Kìa. Tần Xuyên, sao vậy? Tần Đức, em sao vậy? Đau quá. Sao vậy? Tần Đức, cô làm sao? Cô ấy sắp lâm bồn rồi, mau gọi thấy y. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bằng thánh thượng, hả? Phi Tần xin lỡ bên ngoài tẩm diện là điều cấm kỵ, không tốt đâu ạ. Nhưng mà cấp bách lắm rồi. Thôi được rồi, đem ghe một cái kiều tới đây rồi đưa sang bệnh viện Đoan Huy. Nhanh lên, Lý Cung Giám, đi mau lên đi, chúng ta không còn thời gian nữa. Đau quá. Người đâu? Chuẩn bị kiều, nhanh lên. Người đâu? Đau quá ngài ngược ơi. Dạ, bẩm thưa thánh thượng, hoàng tử sinh non nên dẫn đến nhỏ con nhẹ ký. Nhưng điều này không quan trọng bằng hoàng tử lúc thì trắng nhạt, lúc thì tái xanh. Thần e rằng. À, e làm sao? Dạ bẩm, thần đã chẩn đoán cho hoàng tử. Thần e rằng hoàng tử đang mắc một chứng bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh. Dạ bẩm ngài ngự, hoàng tử nhỏ xíu, da dẻ thì nhăn nheo, vàng vọt, xanh lè. Em nghĩ là chắc bị thiếu máu rồi. Thưa bà, thiếu máu thì dễ chữa trị, nhưng huyết tán bẩm sinh thì từ trước tới giờ chưa có tiền lệ chữa khỏi. Trẻ sơ sinh mà mắc chứng bệnh huyết tán thì sẽ dẫn đến suy tim, sức đề kháng yếu, tổn hại đến thần kinh. Thần e rằng khó có thể sống thọ à. Và còn một điều này nữa, do đột ngột sinh non nên Đức Tần ra máu quá nhiều, thần e rằng sau này khó có thể sinh hoàng tử được nữa. Chắc chắn nhà người đã chẩn đoán sai, cho nên gọi tất cả các quan thái y tới đây cùng với nhau chẩn đoán cho mẹ con của Tần Đức. Đi ngay. Dạ, hạ thần tuân chỉ. Cho gọi giám chánh của Khâm Thiên Giám tới đây cho trọng. Dạ. Ngài ngự, đến bây giờ mà ngài vẫn còn tin Khâm Thiên Giám à? Ngài coi nè, hoàng tử tuy nhỏ bé nhưng mà khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Em nghĩ chúng ta cố gắng nuôi dưỡng hoàng tử cho tốt, nhân định thắng thiên, biết đâu cải mệnh, hoàng tử sẽ khỏe mạnh trưởng thành đi sao? Hồng Kỳ là quý tử của trọng, là phúc tinh, phải sống cho thật khỏe, thật mạnh. Không thể vô duyên vô cớ mà lại có thể xảy ra chuyện như thế này được. Ngài ngự, là do em bạc phước liên lụy tới quý tử, từ giờ em biết sống sao đây? Không, không, không phải như vậy. Không phải là Tần Đức kém phước, là thiên mệnh, không thể dễ mất như vậy được. Chắc hẳn đã có kẻ nhúng tay vào, không cho con của Trẫm ra đời được đây. Thưa ngài, ý ngài là sao? Không gọi người bên Khâm Thiên Giám nữa, gọi bên Tôn Dân Phủ cho người tới đây cùng với Thái Y Viện điều tra cho thật tận tường vụ việc này cho Trẫm.
Bẩm Thánh Thượng, Phi Thành, Phi Trinh, Tần Đức, chúng thần đã xem xét tất cả các loại bả trà và bả thuốc, kể cả thịt và rau của đội thượng thiện dùng riêng cho bà Đức Tần, nhưng không có dấu hiệu gì khả nghi à. Như vậy là không còn điều gì khuất tất rồi, thưa ngài ngự. Dạ bẩm thưa bà, không hẳn là không có khuất tất. Kìa, Ngô Thái Y. Dạ. Ông nói như vậy nghĩa là thế nào? Dạ, bẩm thưa Thánh Thượng, tuy các loại thức ăn và thức uống không có điều gì khả nghi, nhưng khi chúng thần xem xét qua các loại phấn sáp mà Đức Tần thường dùng hàng ngày, thì phát hiện ra hộp son này à. Thưa Hoàng Thượng, trong hộp son này nó đã bị trộn thêm nhựa của cây sơn mộc. Rốt cuộc chất độc đó là gì? Dạ, dạ thưa Thánh Thượng, cây sơn mộc này chủ yếu là mọc ở các vùng phía bắc của nước ta. Nó gây ra hiện tượng đóng rát, sưng bọng rất là đau đớn, nặng thì phát tán toàn thân hay lở loét, với thai phụ thì bị phản ứng mạnh, hoàn toàn có thể dẫn đến sinh non à. Thị Vân, con săn sóc bà Tần Đức như thế nào mà để cho son của bà có chất độc? Bẩm Thánh Thượng, bẩm Phi Thành, con quả thật không biết tại sao trong son của Đức Tần lại có độc à. Thường ngày ra vào trong viện chỉ có những người quen mặt thôi. Ngài ngự, em không biết đã đắc tội với ai mà họ nhẫn tâm bỏ độc vào son hãm hại mẹ con em. Đã vậy cứ lôi hết mọi người trong viện Đoan Huy ra mà tra khảo. Ồ, nhắc mới nhớ, con gái của mụ Hồ Thụy ở bang Tiên Huế đã từng đắc tội với cô và cô đã nghiêm trị đó. Hóa ra là con tiện tì rình mò hôm nọ. Ngươi cũng có một chút nhan sắc, trang điểm lộng lẫy thế kia cho ai xem. Dạ. Phạm hiện nó cho ta, tới khi nào ta bảo ngưng thì thôi. Dạ. Thưa bà thả tôi, thưa bà thả tôi, thưa bà thả tôi. Tất cả son sáp ở cung đình đều từ bang Tiên Quế mà ra, bẩm ngài ngự. Dạ phải rồi, tuần trước con vâng lệnh của Đức Tần đến bang Tiên Quế lãnh son sáp. Chính là Hồ Thị và con gái của mụ ấy đã giao son sáp cho Đức Tần à. Nói như vậy thì hai mẹ con nhà Hồ Thị rất đáng nghi ngờ. Truyền lệnh của trẫm cho cấm y vệ lôi hai mẹ con Hồ Thị đến Tôn Nhân Phủ ngay lập tức. Ai là mẹ con nhà Hồ Thị? Con vừa ăn cô. Giỏi lắm, giỏi, Hồng Truyền giỏi lắm. Thôi, Hồng Truyền đi chơi đi. Ông Hoàng mới có mấy hôm không gặp mà phỏng phao hẳn ra, thiệt là thông minh lanh lợi. Cô đó nha, lần này cô hành sự không kín kẻ gì hết. Phi Trinh, cái chuyện cây son á là tôi chỉ nói đùa thôi, tự nhiên cô làm theo tôi làm gì? Tôi có tưởng Phi Trinh muốn tôi làm việc này, tôi chỉ muốn thay bà trút giận, không ngờ sự việc lại lớn chuyện như vậy. Cái đó là do tâm địa của cô, liên quan gì tới tôi? Bà... Nói tóm lại, lần này người ra tay là cô, chứ không phải là tôi. Tần Nhu, nếu như sự việc này bị điều tra, thì cô nhớ phải cẩn thận, đừng để liên quan tới Hồng Truyền, nha. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Dội nước cho bà ta tỉnh lại. Dạ. Cả người là người hay là láng sỏi vậy hả?
Mẹ tôi mà còn Benhe Chi, tôi không tha cho thằng ngươi đâu. Đừng mà. Nè, xem ra mẹ của nhà ngươi sắp chịu đựng hết nổi rồi. Mạng sống của bà ta là tùy thuộc vào ngươi đó. Suy nghĩ kỹ đi. Đánh tiếp. Đừng mà. Tôi xin ngay. Đừng mà. Đừng mà. Tôi xin ngay. Tôi khai. Cô còn tới đây làm gì? Sao hôm nay ở đây yên ắng vậy? Thị Vân đâu? Sáng nay Phi Thành mới với cô ấy, mà sao tới giờ này vẫn chưa về? Bẩm bà, Phi Thành vời bà đến viện Lý Thuận để hỏi chuyện à? Đứa bé sinh ra sẽ bị mắc chứng huyết tán bẩm sinh. Nàng phải hết sức thận trọng. Tất cả những lời nàng nói từ nãy đến giờ đều có thể khép nàng vào tội ngoa ngô. Tại sao nàng có thể dám cãi gan làm như vậy? Thì cứ xét theo tội mà xử trí, cho ngủ mã phanh thay. Đã ngô đông dài xưa, hoàng thành mong manh. Đã bao mùa sương thấm, gió quyện âm thầm. Có hay bàn tay đọng nước mắt, phút giây kiệu cưới tình ai. Ngóng trông chi nữa, mùa xuân phai mờ. Khẽ môi cười chôn sâu, lệ sâu tâm tư. Nhã nhạc buồn ai hát giữa đoạn tơ lòng. Hoàng hôn ngọ môn thâm áo, ngô đồng ơi thâu tình ta cuối đoạn trường lang. Thấp thoáng rằng ai tình đã cũ khi qua khung cửa mới dứt vạn lần thương. Người đã cũ trên son môi, người mới yêu dấu ta mơ. Lang ngô đồng nhẹ say vì ai, đứng đó trăm năm có thấy đau lòng. Chỉ cần một nụ hôn trăm năm
người ở đây cho tôi khi mùa lá ngắt xanh rồi xa mãi. Tình đã cũ khi qua không cửa mời rất vàng lần.